cho nội ơi. Còn cái gì cho má thôi chứ. Trời ơi, lao lên chưa, chưa xuống coi. Cái gì vậy hả? Nói rồi mà có áo nội nhẹt nữa. Đừng có hỏi chứ cưng biết luôn tay của cưng. Thì nói ra tôi giới thiệu bao nhiêu chương trình đặc biệt. Thì tôi ái mộ vô Bạch Tiết thì tôi ra đây tôi... Ở đây là Bạch Tiết Thiệt, Tăng Cường Bạch Tiết Thiệt chứ không phải là... Đây là Bạch Tiết Lậu nha. Rồi, tầm bậy tầm bạ. Chứ giờ làm sao bây giờ cũng giống Bạch Tiết đúng không quý vị? Nghe hiểu không? Dạ. Dạ, ủi dụ. Trời ơi, đừng có chạy nữa, đừng có mở nữa. Đừng có mở cho cái miệng. Cô ơi! Trời ơi, có hình luôn kìa trời ơi! Vậy đó! 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 Vâng, dạ cho con là su được con chào cô. Ngày hôm nay thì con rất là vui khi mà được có mặt tại được mời cô xuất hiện tại sân khấu của Nhà hát Lớn Hương Nam. Thì cho con hỏi một câu là không biết là lý do nào mà cô đã đồng ý nhận lời và đến đây tại Nhà hát Lớn Hương Nam với tụi con có được. Ở đâu có khán giả em chạy lương thì ở đó có Bạch Tuyết. Nhưng mà điều quan trọng là bây giờ đó bạn hãy trả lời tôi trước một câu, tức là vì sao mà bạn có một cái nickname là Thánh Giả Chân Mày? Trời ơi, cô cũng biết cô. Dạ tại vì gọi là khi mà cái thời điểm đó khi mà con mới vô nghề và con suy nghĩ là mình phải sáng tạo cái gì đó để mà tạo để lại điểm nhấn cho cái quá trình làm nghệ thuật của mình. Thì con suy nghĩ hoài mình làm rất là nhiều thứ, cũng có nhiều cái rất là không thành công. Thì sau đó con quyết định là con sẽ vẽ chân mày theo cái tỉnh. Thì không ngờ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người rất là nhiều. Và nhờ đó là một cái bệ phóng cho con thực hiện thêm nhiều những cái kế hoạch của mình sau này trong cái con đường nghệ thuật. Con cảm ơn cô khi mà cô biết về con một chút xíu như vậy. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi thường thường nhận lời ai đó thì tôi mới biết cái chỗ mình đến đó là như thế nào. Và như bạn này kể, chúng ta có thể có một tràng pháo tay để mà ủng hộ người trẻ dựng nghiệp vào đời rất thông minh. Cảm ơn cô. Tôi cũng có nghe thêm tuyên và Hà Trung Nhi, cô ca sĩ trẻ tài hoa là Phương Mỹ Chi. Dạ, đúng không? Đúng không? Dạ. Như vậy là chúng ta biết nhau nhiều đúng không? Dạ. Thôi hợp quá. Bây giờ bạn không ngờ bạn chưa biết gì đâu. Và có những một hai người đó có nói với tôi rằng đó, vì sao mà cô là người rất sang trọng, là một người nổi tiếng của kẻ lương mà bà con tin tưởng mà cô lại hát cái sân khấu lô tô? Thì tôi có thưa với bạn đó rằng tôi có nghiên cứu về văn hóa Việt. Lô tô là một trong những loại hình nghệ thuật
dân gian thuộc về văn hóa dân tộc Việt Nam. Và cái giá trị của các bạn Lô Tô mà lưu giữ lại cho tài sản của văn hóa Việt. Ở đó chúng ta nghe tưởng như là giỡn, như là chơi, mà đó là những cái câu văn với cái chất văn học của Việt Nam rất là tri thức. Và quan trọng hơn nữa là vừa bác học nhưng mà lại vừa rất bình dân, cho nên ai nghe cũng hiểu và ai thích tới cũng vui. Con rất là bất ngờ khi mà tôi là một người lớn và có một cái chia sẻ về Lô Tô, tại vì có rất là nhiều những cái khái niệm khác nhau về Lô Tô, và có rất là nhiều người người ta sẽ quy chụp Lô Tô theo một cái chiều hướng rất là tiêu cực. Tuy nhiên là khi mà tôi nói ra những điều như vậy thì con và Su thay mặt cho tất cả những người làm Lô Tô cũng như các thành viên của Lô Tô Hương Nam, kể cả những người đang chơi Lô Tô, được cuối lòng cảm ơn cô vì chia sẻ với cô dành cho một môn nghệ thuật của cô. Tôi rất là cảm ơn bạn. Và còn một việc nữa là chúng ta phải cúi đầu để xin lỗi bà con khán giả về cái suy nghĩ trước đây chưa đúng như vậy. Thì ngày hôm nay là khi mà mời được tôi tới đây, đó là một niềm vinh hạnh rất là lớn đối với Lô Tô Hương Nam. Thì con là bản thân con và các thành viên của Lô Tô Hương Nam và quý khán giả rất là yêu mến và đặc biệt rất là nhớ cái vai diễn Đời Tu Lụ của cô. Không biết quý vị có muốn nghe chưa quý vị? Vỗ tay lớn hơn nữa rồi tôi ơi. Rất là mến và thương con, cho nên khán giả nói vô là con sẽ hát được cái cô. Quý vị có đồng ý cho các thi hát chứ cô? Chắc chắn là không rồi, vì người ta không rồi. Đây nhà có một người nè, Linh Anh ra đây với mẹ con. Đó, chào Phước Thọ với vai Kim Anh à. Chào ạ. Đúng rồi chị, em Linh Anh thiệt với anh Kim Anh là đúng rồi chị. Hát được không? À bây giờ Chí Hùng với Tùng. Đó là Tùng khác rồi. Một lát vô của Tùng với là Dây Tùng nha. Tùng